mở tặng sầu riêng nha cô chú. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay Vũ Lam khui sầu riêng và chủ ra khui sầu riêng nha cô chú anh chị. Và sầu riêng rất là nhiều, chắc như núi luôn á. Địa chỉ của chúng ta là 592 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Đó, đây sầu riêng, địa chỉ này cô chú. Rồi sầu riêng quá trời rồi. Rồi.
tiếng rồi nên là các bạn tới tha hồ mà thưởng thức nha. Style của Tu Lam Cui Cui Serene nó khác hơn so với Tam Serene nha. Kịch Tam Serene là cứ chọc nhất hả? Mỗi người có một cái phong cách nên đúng rồi, cái kiểu khác nhau chứ. Ai cũng vui giống nhau. Dũng tóc dài về kìa. Cô quá trời. Đại cô quá trời. Trời dạ. Loại đây là bao nhiêu tu lam? Dạ, loại này là 120. Loại này 120. Loại này 101. À, loại này là 101 này cô chú. Loại này là 101. Loại 101 nè nghe. Dạ. Còn loại 90 là dưới sọt á, dưới sọt. Đây 120 là bác sĩ nghe về. À 120 đòn đều phải không? Đây. Đó, 120. Đây là 120 là nhất đó nha cô chú. Đây là nhất. Đây, loại nhất đây. Cầm chứ không có sầu riêng nó rụng á. Chín cây hả? Chín cây. À, nó mới nói rụng là rụng liền hết chưa. Quá trời sầu riêng luôn á. Về các bạn về là mình gọi là thiên đường sầu riêng luôn đó cô chú anh chị. Ông chủ ra đó. Cậu cả. Chủ tịch hội đồng quản trị. Kiêm tổng giám đốc, kiêm cui sầu riêng luôn. Đẩy vô được không? Nhiều loại các bạn. Cái này là để trứng cây à? Trứng cây. Không phải trứng cây mà là loại 120 á. 120 là 1 à? 120. Ngoài ra là các bạn có bán hộp ở ngoài nữa. Hộp 150 á. Hộp thì không có nửa ký. Đúng bánh hả? Này đúng bánh hả? À, anh đi một vòng anh kiếm được cái gì vậy? À, anh đi một vòng. À, đây anh đi bánh lẻ rồi, Chị nãy có mấy bịch sữa. Bỏ cho trả hàng cho mạnh nè. Bụng đứng ngoài cười thôi. Đây khỏe quá trời, khỏe. Mang cách mùa hai trái. Cái to chứ vừa chân trẻ vừa đi. Trời trẻ này có gì? Cái này hả? 2.4 kg. Một đó, báo mẹ báo đấy.
trừ khui hả chị? Không, chị mình thấy à, để em tắt ra hết luôn rồi thử. Trước đây
Rồi, cái này, trời ơi, núi sầu riêng luôn á. Rồi. Tiếp tục khui sao nhé. Khui bỏ hồn quá khui nữa. Còn lần 150 hả tôi làm? Dạ, 150 đồng giá hết. 150. Dạ, giờ nói vô đây trước được biết không? Đám rưỡi một hộp á. Đám rưỡi một khay á chị, mới vui không á. Sorry, sorry. Vui ra bắt đầu là bỏ hộp với tôi luôn. Bán 150 hộp. Cơm thì cũng bao ngon luôn nha. Không phải thứ hộp mà thứ hàng dở, hàng cơm ngon. Cơm bao ngon. Nghĩa là 300 ngàn một ký á, nếu mà nữa. Tại cái cơm bao nhiêu anh? Thank you.
Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bye bye. Địa chỉ chúng ta là 592 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Dạ, đây, cô chú nhìn nè. Anh chị và các bạn đó. Chung luôn. Nó hết hộp không mà nó cũng mới lại 280.